Hoàng Giang xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thử thách ăn một gói mì với thịt bò, ăn với 50 chớp cắt bỏ vô. Đó, mày giờ đó, một gói gửi mì đây. Đây một gói, đây nửa gói đây. Đó, một gói nửa gói. Đó, đây là trước tiên mình xào thịt bò. Đó, đây mình có tỏi chợt sẵn đây này, mình đổ lộn mở vô. Đó, miếng mỡ thôi, xào lên, xào cho mỡ vừa vàng thôi, cái mình đổ thịt bò cho mình xào. Đó, tỏi sắp sửa vàng rồi các bạn. Mình thử thách ăn mì xào thịt bò 30 chớp nhưng mà nặng không nổi, cay quá. Bữa nay mình thử thách ăn là một cuốn gửi mì với 50 chớp tôi nổi rồi. Mình ra sao mình lấy cái giả bảo các bạn, mình lấy giả bảo rồi. Rồi mình đem giả bảo lên rồi, mình xào thịt bò ngon. Đó, bây giờ mình đổ nước vô. Trước này mình đã đun sôi bạc, mình đổ vô là nó sôi liền. Nó sôi đủ rồi đó. Mình nêm miếng nước tương. Miếng bột. Đó. Rồi bây giờ mình bẻ mì bỏ vô trong cái tô này. Đây là nửa cái mì. Đó, nửa cái mì này. Đó, bỏ vô, bỏ luôn. Đó. Còn đây là nguyên cái mì. Đó, mình bỏ vô luôn. Kéo tiền rồi. Đây, kéo đây. Tí nữa quên cái kéo các bạn ơi. Đó. Ui, chà chà. Ta không cài thử lắm này. Mà mình ăn cay được các bạn. Mình sẽ một nêm bỏ đây. Đó. Ngon lắm này ơi. Sẽ bột này bỏ đây. Bỏ này một ớt. Ăn lửa nhỏ lại chút. Sôi quá rồi. Đó. Mình thấy hơi ít nước bạn, mình đổ thêm miếng nước nữa. Đó, miếng nước rồi, đủ rồi. Bây giờ mình cắt hành đây, cắt hành hết chỗ đây vô trong tô mì. À, giờ chỉ còn một tô mì thôi, kéo này ra cho các bạn thấy mình cắt hành vào tô mì. Qua đây đó, cắt hành vào tô mì, đụng đầu đụng đuôi chân rồi. Ăn này là cay thấy luôn. Đó. Rồi bắt đầu mình đếm ớt mình cắt vô. Hai trái. Này. À, cái này là ớt thiệt các bạn ơi. Ớt trái thiệt mình. Đó. Hai trái. Bốn trái. Trái. Tám trái. Mười trái.
hai trái. Chưa gì mình thấy mùi cay dữ lắm đó các bạn ơi. Cay thấy bà nội luôn á. 14 trái. Mười sáu trái. Mười tám trái. Không biết dĩa ớt này đủ 50 trái không biết. Hai chục trái. 22 trái. Chưa gì mình 21 trái. Lọt trái với trong tô bạn ơi. 22 trái. Chưa gì mà thôi mình nực nồng đó. 24 trái. Bỏ tay quá. 26 trái. 28 trái. 30 trái. Còn 20 trái thôi. 32 trái. 34 trái. Bỏ trên này ra, mới lọc được 34 trái. 36 trái. 38 trái. 40 trái. 42 trái. 44 trái. 46 trái. 48 trái. Mỗi tay khác bạc của nội luôn các bạn. 50 trái. 50 trái. Rồi mình đã cắt đủ 50 chưa? Dạ, bây giờ mình ăn chanh vô. Đó. Đó. Đó, trong điều còn các bạn thấy không? Đó, đó. 50 trái. Rồi, mình để xuống dưới đây đi. Ây da. Cuối cùng là mình cũng đã hoàn thành là cắt được đủ 50 chớp. Nước đem về. Uống nước mà được các bạn, rồi cay lắm. Đó. Bây giờ 50 chớp phải không? Bây giờ mình đập lửa sôi lên. Đó. Mình chỉ cần chăm qua nữa là xong. Chầm nước qua lúc. Bạn nếu những ai mà ăn ớt thì được thì mình cứ ăn thôi, tại ớt rất tốt cho mắt và nó tăng khẩu vị mình ăn lên rất ngon. Còn những các bạn nào ăn ớt không được thì tốt nhất đừng ăn. Rồi bây giờ mình tắt lửa đi. Đó. Đổ vô. Hết nước các bạn. Bây giờ nước mình sẽ đổ miếng nước nóng này vô thêm. Mới được. Bên nước quá không. Đó. Một tô mì thịt bò siêu cay. 50 chớp. Ây da, ây da, ây da. Đây. Chưa cần đặt vào gió cái này quá.
Đây, một tô thịt mì bò siêu cay đó, bạn thấy không? Siêu cay, cả bá lửa, siêu cay đó. Mình bày xuống cho bạn coi. Đó, siêu cay. Đó, bạn ăn với mình nha. Thử lên. Chưa. Để cho mì nó mềm các bạn. Con mì này ăn chắc cay bạc, bạc cú. Tốt rồi. Ăn chết. Thử hộp miếng này. Ngon lắm bạn ăn. Ăn miếng mì vậy. Ngon quá. Mời bạn ăn. Ăn mình luôn. Tốt không? Quá hỏng. Uống nước các bạn. Ăn mì mà độ nóng làm tăng ớt, làm tăng khả năng cay lên. Nhưng mà mì ăn, ăn ớt uống nước nóng vô thì nó bớt cay hơn là uống lạnh. Cay bà cố ai nói không cay. Cay mỏ đỏ luôn, rảnh luôn. Không yên nè. Mời bạn, cay quá. Rồi, hết miệng tôi ba. Rồi, thử thách mình coi như là tạm thành công. Nhưng mà cay quá. Cay bà cố luôn. Một tô mì cũng 50 chứ. Ớt đỏ chưa? Rồi. Coi như mình thử thách là thành công các bạn. Thôi xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye các bạn. Khoan, các bạn nhớ đăng ký kênh Giang Mạnh Miền Tây ủng hộ mình nha.
Bye bye.